trước Tết á, ba sẽ rước cô Liễu về nhà mình đó. Tâm ý. Dạ. Bữa ông ăn cơm con. Dạ. Bà nói cái gì vậy? Ba lại nữa rồi đó. Trước Tết cần quá sao chuẩn bị kịp ba? Ba đã tính hết rồi, các con không cần phải lo, hiểu không? Phải rồi, ba cứ làm theo ý của ba đi, không có cần phải nghĩ tới tụi con. Cái con này. Tâm ý ơi, Tâm ý. Dạ. Dạ cô. Nè, cô đi công chuyện một chút nha. Dạ. À, ông đâu? Ông ở trong phòng hả? Dạ, ông đi ra ngoài từ sớm rồi cô. Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài rồi. Cô đi nha. Dạ. Dạ, đây là mẫu mới nhất bên con, mời bác xem ạ. Vậy hả? Ừ, đẹp. Liễu hả? Đang làm gì đó? Tôi đang rảnh. Ông sao vậy? Có chuyện gì vui hả? Tất nhiên tôi vui lắm bà ơi. Tôi vui và tôi cười đến mức mà tôi không ngậm miệng lại được luôn đó. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mưa ngày mai dạ, vắng. Con chào ông mới về. Đẹp. Ui sao mà càng nhìn nó càng đẹp, chiếu khủng khiếp luôn, lấp lánh ánh châu sa. Tự nhiên chột bụng vậy ta. Trời ơi, Tâm Mỹ ơi, đâu có con mèo ra vậy nè. Trời ơi, nó lại vô nữa không? Ừ. Con mèo này không hiểu sao nó cứ vô nhà mình hoài à. Ở nhà phải biết đóng cửa lại chứ. Bắt nó đi. Mèo, mèo. Quăng lên ngã sao cũng được. Thiệt tình. Trời, trời. Ê, Tâm Mỹ ơi. Dạ. Thấy cái nhẫn của ông đâu không? Dạ. Nãy giờ ông để đây nè. Con đâu có biết đâu ông. Trời ơi, mau mất đi. Kiếm giùm ông cái coi. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, nó lăn đi đâu được chứ. Bà nhớ kỹ là con bà để chiếc nhẫn đó ở đâu. Ông ơi ông, tôi để rõ ràng đây này, trên này, hiểu chưa? Ông ơi, có khi nào con mèo nó đụng vô rồi rớt không ông? Cho dù nó có rớt thì cũng đồng nhộng ở đây. Mà sao ba người tìm không thấy, lo tìm đi. Khoan đã, bà ơi. Ừ. Sao, có chưa? Có rồi hả? Có khi nào con mèo nó nuốt chiếc nhẫn không? Hả? Tại vì chiếc nhẫn nó sáng quá, cho nên con mèo nó thấy nó thích nuốt chiếc nhẫn. Chứ nếu như chiếc nhẫn mà để ở đây thì nãy giờ mình đã tìm thấy rồi. Bây giờ chỉ có giả thuyết con mèo nuốt chiếc nhẫn của con là hợp lý nhất. Tâm ý, con không cần phải tìm ở đâu, con chắc chắn con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi. Con nghĩ là con mèo nó không có nuốt đâu chú. Đừng có cãi chú, con mèo nuốt chiếc nhẫn. Thôi, bây giờ không phải là cái chỗ cãi, hiểu chưa? Hai đứa làm sao phải ráng tìm cho ba được chiếc nhẫn, hiểu không? Ngày mai mà không có là có chuyện lớn đó con. Ngày mai ba cầu hôn cô Liễu hả? Mày nhiều chuyện quá, lo tìm đi. Phải tìm cho ra chiếc nhẫn, được chưa? Bà ra ngoài chút. Con đã nuốt con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi, tìm sao được mà. Ê, em mới về. Ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài chút. Ba, à? Có đi thì lấy theo cây dù đi, ở ngoài mưa lớn lắm. Ủa, ờ. Ê. Dạ. Lấy ông cây dù. Lấy cây dù đừng có tìm nữa, không có đâu. Nhớ lấy cây dù nha ba. Ừ. Con mèo nuốt. Mày đưa những cái giả thuyết nó. Nó phức tạp quá mà ta không thể tưởng tượng được nữa. Lẹ lên. Dạ. Con tìm cái gì mà tìm hoài vậy? Tìm cái gì thì để mai mà tìm. Dạ, bây giờ mà không tìm á là không kịp đâu cô. Nè, con biết chú Ngọc làm gì ngoài vườn từ hồi chiều tới giờ không? Dạ. Mèo, mèo, mèo ơi mèo, tao thương mày lắm. Tóc mày không trắng,
nhưng tao vẫn thương mày. Mèo, mèo. Mày đâu rồi mèo? Ủa chị có sao không? Cậu, cậu mới về hả? Ủa chị làm gì vậy? À, không có gì, tôi tìm chút đồ. Tìm gì? Ủa mà cậu ăn cơm chưa? À, em ăn rồi. À, vậy đợi chút tôi làm sinh tố uống rồi hả lên nha. Đi tao cho mày ăn cá rồi mèo ơi. Tâm Ý, Nguyên nó về rồi hả con? Dạ. À, dạ về rồi cô. Ừ. Sao rồi? Con kiếm ra đồ chưa? Dạ chưa. Mà thực ra đó là chiếc nhẫn đó cô. Nhẫn hả? Dạ. Ông làm mất cho nên là nhờ chú với con đi tìm đó cô. Là cái nhẫn cầu hôn của ông đúng không? Thiệt tình vậy cũng mất nữa. À, cô ơi. Ừ? Con hỏi cô cái này được không cô? Có gì thì cứ hỏi đi. Dạ. Trước khi mà cô đi công chuyện ở bên ngoài về á, cô có ghé nhà mình lần nào nữa không cô? Không. Mà sao vậy? Dạ. Hồi sáng lúc cô ra ngoài, cô mang đôi này đúng không cô? Đúng rồi. Mà lúc cô về á thì cô lại mang đôi dép này. Con nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ buổi sáng ra đường là cô mang đôi giày, tự nhiên chiều về cô mang đôi dép là sao? Nhỏ này. Dạ, tại vì lúc cô về á là trời đang mưa, mà đôi giày này thì không hề bị dính nước. Ngược lại thì đôi này bị ướt mà còn dính đất nữa. Vậy thì có thể hiểu là cô đã mang đôi này về nhà. Nè, ý của con nói á là cô là cái người lấy chiếc nhẫn của ông đúng không? Dạ, con không có ý đó đâu cô. Con đó nha, con không có được nghĩ xấu người khác như vậy đó. Bực mình quá đi à. Rồi còn ba nữa, bày ra cái trò là hả, cầu hôn làm gì y như con nít vậy. Mèo. 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 Cuối cùng mày cũng lòi cái mặt mèo mày ra. Vậy thì nó lăn đi đâu? Dạ, con sẽ cố gắng tìm kiếm lại. Ba ơi, ba ơi. Ba ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi ba ơi. Con tìm thấy chiếc nhẫn rồi hả? Dạ. Đâu? Chiếc nhẫn thì chưa thấy. Ba thấy gì? Con tìm thấy con mèo rồi. Đây là cái gì? Trời ơi ba ơi, sau một thời gian con rình rập tìm kiếm, cuối cùng con đã tìm ra con mèo rồi. Bây giờ ha, mình chỉ cần mình chờ con mèo nó ị ra chiếc nhẫn là xong. Vậy thôi. Dạ. Ừ, bây giờ vậy thì cố gắng làm sao con mèo nó ị ra lấy ra chiếc nhẫn cho ba, nghe chưa? Dạ. Thôi hai đứa đi làm lại lên. Bây giờ con ra con năn nỉ nó ị nè. Ị đi mèo ơi, mèo ơi ị đi mèo. Mới sáng sớm mà đã sùm rồi. Lại nói về cái nhẫn kim cương nữa chứ gì. Gì vậy? Coi. Con nhìn cô cái gì? Đừng có nói là con nghi ngờ cô rồi nha. Dạ không có. Nhưng mà cô chưa thấy chiếc nhẫn đó bao giờ thì sao cô biết nó là nhẫn kim cương hả cô? Hả? Con vẫn chưa nói gì mà sao cô biết đó là nhẫn kim cương? Cái đó là nhẫn cầu hôn mà. Nhẫn cầu hôn thì ai không biết nó là nhẫn kim cương. Mắc cười thiệt.
Đây, đặc sản, món khoái khẩu đây. Mẹ ơi, thơm lắm nè, thơm lắm đúng không? Ăn đi nha, ăn ngoan nha. Tao có tẩm thuốc sổ trong này nè. Mày ăn đi rồi mày ị ra dạng cho tao nha. Ăn đi con. Đúng rồi. Ừ, ăn đi. Nhẫn cầu hôn mà phải có thêm chút mùi phân mèo trong đó nữa thì tình cảm mới nồng ấm chứ đúng không? Bà tính cầu hôn thiệt hả? Lại còn mua nhẫn kim cương nữa chứ. Ừ vậy hả? Rồi thôi đợi chút xíu nữa tôi sẽ gọi lại sau nha. Ừ, đâu có gì đâu. Thì nói nhiều thời gian thì mình sẽ nói được nhiều hơn. Chứ bây giờ nói qua điện thoại làm sao hiểu ý hết ý được ha. Ừ rồi. Vẫn chưa tìm được. Bây giờ sao ta? Dạ ông ơi, con có chuyện ba này. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Chuyện gì? Tìm thấy rồi. Eureka, con đã tìm thấy rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Đúng nó rồi. Tìm thấy ở đâu? Dạ, ở trong đống phân mèo ba. Mày rửa chưa? Con rửa sạch là ba yên tâm đi. Con đã nói rồi, do con mèo nó nuốt chứ không đâu mà. Ủa, con mèo nó nuốt chiếc nhẫn thiệt hả chú? Con vẫn còn chưa tin hả? Sự thật rành rành vậy rồi. Tìm được là hay rồi. Con giỏi lắm Rệ Quy. Con đúng là ngọc trong đá nha. Vừa nghe qua thôi là con đã biết liền. Tuy là con không có chứng kiến ở hiện trường, nhưng mà theo cái suy đoán của con là con mèo nó phải nuốt chiếc nhẫn. Nếu như không phải con mèo thì không còn cách giải thích nào khác hết. Mọi người thấy sự suy luận của con hay ghê chưa? Hay. Đi tắm đi bạn. Thôi lát về nhà tắm luôn. Thôi tắm đi, mặc đồ của tôi kìa. Thôi được rồi mà. Mấy này đặt ngại nữa. Ui da, đau. Ủa, quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì, chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Ủa sao chị giặt đồ bằng tay vậy? Bộ máy giặt hư hả? À, đâu có đâu. Tại vì á đồ lót thì phải giặt bằng tay mới sạch chứ. À nhưng mà hả? Những gì? Gì? Ủa bộ còn muốn bệnh hả? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Dạ đâu có đâu. Em bình thường mà. À chị ơi. Nãy em thấy con làm chi với con Tâm Anh uống lộn chổng á. Hả? Đúng rồi uống lộn chổng á. Nắm tóc lum hết á. Thiệt vậy hả? Đúng rồi. Ngon chị Tâm Anh à? Ủa, không phải hai đứa đánh nhau hả? Dạ, đâu có đâu. Đánh gì vậy trời? Không có gì. Rắc rối dữ vậy không biết nữa. Làm gì vậy? Ôi, xấu hổ quá. Ủa? Kỳ ta? Tôi pha nước chanh xong rồi nè, cậu uống đi. Cảm ơn chị. Mà Nguyên. Bộ hôm nay
Cậu mặc lại đồ lót cũ hả? Ờ, đâu có đâu. Kỳ vậy ta? Hồi nãy tôi có lên lấy mấy cái quần lót đi giặt mà không biết sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Em không biết mấy cái đó. Lạ thiệt ha. Thôi cậu học bài đi nha. Tâm Mỹ ơi. Dạ. Múc cho ông thêm chén canh đi. Bữa nay con nấu canh ở vườn miệng dễ sợ luôn á. Dạ con cảm ơn ông. À Tâm Mỹ. Dạ. Lát nữa con nhớ sấy đồ luôn nha. Dạ. Chiều cô giặt đồ xong con sấy luôn nha cô. Ừ. Tâm Mỹ. Dạ. Lấy giùm chú con chén canh nữa nha. Dạ hết canh rồi chú ơi. Hôm nay ăn hết là sao? Hỏi kỳ vậy. Thì ăn nhiều thì hết chứ sao. À ha, ăn nhiều phải hết thôi. Thôi con đi học đây. Cậu Nguyên ơi. Dạ. Hôm nay cậu thay đồ lót chưa? Sao chị hỏi cái vấn đề này hoài vậy? Tại mấy nay tôi không thấy cái quần lót nào của cậu hết á. Bộ cậu mặc xong cậu bỏ vô máy giặt luôn rồi hả? À đúng rồi, em bỏ vô máy giặt rồi đó. Em đi học nha. Cậu đang học hả? Nói chuyện chút nha. Em đang ra chơi, có gì không chị? Tôi xin lỗi nha, mà cậu có chắc là sáng nay cậu thay đồ lót rồi không? Dạ. Nhưng mà tôi tìm hoài không thấy đâu hết. Bữa trước lấy đi giặt mà không biết sao cũng biến mất luôn. Chắc nó ở đâu đó thôi, chứ mất sao được. Chị đừng để ý tới nó nữa. Tự nhiên đồ lót của cậu biến mất, sao mà không để ý cho được. Giờ em phải vào lớp rồi, có gì nói sau nha. Vậy để tôi tìm kỹ lại. Mà cậu đừng lo quá, quần lót thì ai mà thèm ăn cắp chứ. Em cảm ơn chị. Anh Minh ơi. Ừ? Trễ rồi đó, về chưa? Thôi, chơi thêm xíu nữa đi. Không mấy mình về đi. Thôi, chơi thêm miếng nữa đi. Hình như tôi thấy bạn không muốn về nhà lắm thì phải. Có gì đâu. Đừng có giấu tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cho bạn biết, tôi với bạn là bạn thân với nhau á. Có chuyện gì không giấu được tôi đâu. Đừng có giả vờ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi mà. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Giả sử bà cô giáo dạy thêm của tôi á. Là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi bà giặt đồ lót của cậu á, thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Đó. Ủa mới tưởng tượng tôi nổi chà gà luôn á. Bởi vậy. Nè, bạn đừng có nói là chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn nha. Đâu có đâu. Bạn vừa phải thôi chứ. Bạn làm gì kỳ cục quá vậy? Bạn nghĩ sao mà để chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn vậy hả? Có nhiều người hả? Bạn bị khùng hả? Bạn quá đáng vừa rồi chứ. Mấy cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ chơi bạn luôn. Mình có làm cái gì đâu. Gì á? Nè quan. Nghĩ sao mà để chị Diễm My giặt đồ lót cho mình chứ. Có làm gì đâu.
Né quá. Dạ tính tiền nha em anh. Ôm mẹ. Đi đâu giờ này mới về đó? Dạ con đi qua nhà bạn con chơi. Đi qua nhà bạn thì cũng phải biết đường về chứ. Dạ. Nè, mẹ đang chờ điểm thi học kỳ của con đó. Điệu hồn. Ủa, cậu mới về hả? Ờ. À, chuyện đó tôi biết rồi. Ờ, chuyện gì vậy? Thì chuyện mấy cái quần lót của cậu đó. Tôi nghĩ là mấy cái quần lót không biết bay, cho nên nó không thể nào tự biến mất được, đúng không? Ờ, đúng rồi. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất là kỹ. Những cái quần lót đó chắc chắn là do bé Lam Chi đã giấu. Hả? Mà cậu có chọc tức gì bé Lam Chi không? Hồi trước á, nó cũng giấu mấy đôi vớ của chú sĩ, tôi tìm muốn khùng luôn á. Ờ, em đâu biết gì đâu. Mà cậu yên tâm nha, tôi chắc chắn sẽ tìm được những cái quần lót đó về cho cậu, đừng có lo nha. Trời ơi, chắc tôi độn thổ quá. Cái sự giặt quà không gây ta. Ê! Có ở đâu hết hộp? Ôi, anh đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Đi toilet, đi xuống dưới mà đi, ta đang bận mà. Anh giặt đồ anh phải đi xuống dưới mới đúng á. Đi xuống dưới đi, mệt quá. Có chuyện gì hả? Ủa, Huy hả? Ê, chị đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Từ từ nhỏ đi. Nhanh lên. Nhanh. Shhh, im coi. Ui. Dạ. Tôi tìm được mấy cái quần lót của cậu rồi nè. Làm gì giấu cái gầm giường á? Tôi tìm được hết luôn.